didn't even get to run. Like, share and subscribe. Xin chào mọi người, chào người đến với kênh HBK Gaming của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về tựa game Stumbleguide. Thì đây là một tựa game trực tuyến, anh em có thể tham gia chơi cùng với bạn bè, rất là vui nhộn luôn anh em à. Đấy, với anh em nhìn thấy kiểu nhân vật là thấy vui tươi rồi đó. Thì đây một tựa game, anh em chỉ cần vượt các chướng ngại vật, tham gia rất là nhiều màng luôn, với nhiều thể loại chơi bay nhảy trượt, rất là vui. Đấy, anh em chỉ là dành là người cuối cùng vượt qua tất cả chướng ngại vật, là người cuối cùng là sẽ là người chiến thắng thôi. Đây, thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái tựa game này trước cơ bản cho anh em nắm ha, sơ sơ nếu anh em nào mới bắt đầu. Thì đầu tiên thì anh em tải game này trên CH Play đối với Android, còn anh em nào xài iPhone iOS thì anh em lên App Store ha, anh em cứ gõ Stumbleguide là ra thôi. Đấy, thì mình để link dưới phần mô tả đó, anh em thích thì bấm vào tải cho nhanh ha. Rồi, khi mà vào game á thì nó sẽ vào y như vậy luôn đó, mời game là sẽ dạy luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu trước nha. Nếu mà anh em vào game á, anh em sợ mất tài khoản sau này á, thì anh em bấm chỗ cài đặt cái bánh răng nè. Đó, anh em mở lên thì anh em thấy không, đây nè, anh em có thể liên kết với tài khoản Facebook, tài khoản Google Mail. Đấy, thì anh em nên liên kết nha, để sau này không bị mất tài khoản. Rồi, bây giờ mình sẽ liên kết Gmail đi. Rồi, các bạn, mình đã liên kết rồi nè, mình đã liên kết với tài khoản Gmail trò chơi của mình rồi. Rồi, anh em có thể liên kết tài khoản Facebook cũng được, để sau này không bị mất tài khoản nha. Rồi, sẵn đây mình sẽ giới thiệu anh em, đây là cách đổi ngôn ngữ nè. Hiện tại mình chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh thôi, đó, rất là nhiều ngôn ngữ khác nhưng mà mấy tiếng đó mình chả biết. Rồi, còn đây chọn server nữa nè anh em. Đấy, anh em chọn server ASEAN ở khu vực châu Á của mình nè. Anh em có thể chọn mấy cái server châu Âu, Indo cũng có nè, châu Mỹ cũng có đấy. Mình, các bạn nên chọn server ASEAN để chơi với người Việt của mình ha. Đó. Rồi, về cách đổi tên nhân vật thì mới vào game thì nó sẽ dày luôn, anh em phải đổi tên nhân vật của mình ha. Rồi, bên góc trái này anh em thấy không, là điểm số của mình, cái level của mình. Đấy, thì anh em bấm chỗ tên nè, mới vô nó sẽ cho anh em cái tên gì đó. Đó, anh em bấm vô cái bút này, rồi đổi cho cái tên cho riêng mình ha, BK Gaming. Đấy, đổi tên mình, đó, đơn giản phải không? Rồi, anh em muốn đổi kiểu nhân vật thì sao? Đó, anh em vô tủ đồ của mình là cái áo màu xanh nè. Đây, bấm, rất là nhiều nhân vật luôn nha anh em, nhưng mà mấy nhân vật này phải mở khóa hoặc là anh em phải mua. Đấy, mới vô thì cho hai nhân vật cùi bắp này thôi. Anh em ráng chơi từ từ, có tiền thì mua mấy nhân vật này, sẽ mở khóa mấy nhân vật này ha. Hoặc anh em có thể mở cái khóa nhân vật ngẫu nhiên nè, mà anh em phải xem 5 lần quảng cáo ha. Rồi, đây là skin thêm cho nhân vật, màu nè, màu da, là icon. Hiện tại mình chỉ mới có 4 icon này thôi. Những kiểu nhảy nè, đó rất là game. Đó, rất là giống cái tựa game đang là hot như game Play Together đó anh em. Đấy, anh em nào mà game đó đang bảo trì dạo này server quá tải, anh em có thể qua trò chơi này để thư giãn cũng được. Rồi, cái tích để đây là anh em làm nhiệm vụ xong thì tích điểm nè, để nhận quà đồ nè. Đó, nhận skin rồi nhận đá xanh nè. Đấy, trên đây thì anh em phải nạp nha. Rồi, đây là cái hình tháp này, là xếp hạng nhập mã code nè anh em. Anh em sẽ nhập mã code để nhận quà. Rồi, rank nè. Đó, anh em có thể thấy rank hiện tại thế giới là đủ, có hiện cá cờ của cái nước luôn nè, rất là tự hào nha anh em. Còn đây nội bộ của Việt Nam mình nè, vị trí của mình thì ở Việt Nam nên nó sẽ hiện cái nội bộ đủ, có mấy thanh niên Việt Nam thì cũng top 1, không giỡn đâu. Đây, đây là rank của Việt Nam mình nè ha, rất là nhiều người Việt của mình, rất vui. Rồi, cái chỗ party này là anh em tạo nhóm chơi chung với bạn bè nè. Đây, cái chỗ này á là vui như anh em chơi với bạn bè, có bạn gái anh em á, bạn gái người yêu gì đó, là người đó vô tạo cái phòng rồi. Ví dụ bạn gái mình báo là phòng 1000 thì mà các bạn bấm chỗ này ha, bấm phòng 1000. Rồi anh em bấm vô là mình sẽ vô với phòng của bạn gái đó luôn, đang chơi là anh em có thể chơi cùng với nhau. Đó, rất là vui. Rồi còn anh em tạo phòng thì anh em tạo bên đây ha, bên trái này. Anh em bấm vô đây để tạo phòng. Đây, cái chỗ này nè, cái mã code của số phòng của anh em nè. Đó, 38273 nè. Đây là cái số tên phòng của anh em.
đó. Anh em có thể khi mà anh em tạo phòng rồi nè, anh em nhắn cho bạn của các bạn đó, nhắn cái mã code này là 382337 vô. Khi mà các bạn vô đủ thành viên rồi thì bạn bấm play chơi thôi. Hiện tại mình mới lập game cũng chưa có bạn bè nên để mời á, lại có mình nè nên mình chưa mời được ai hết. Rồi đó, đó là cách tạo phòng chơi cùng với bạn bè nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm game nha. Ồ, rất là vui nha. Thì anh em chơi game này rất đơn giản luôn, một thao tác bấm play là nó sẽ tự động chọn map rồi sẽ tự ghép đôi nhân vật với phòng cho anh em luôn, anh em chơi thôi. Đó, rất là vui tươi, anh em chỉ cần vượt chướng dạy ngại vật thôi. Rất là nhiều map nha, rất nhiều map đa dạng, với lại cũng rất nhiều thể loại chơi, rất là thú vị nha. Một game tầm 32 người đó anh em, rất là đông. Wow, căng lắm nha. Game này cũng rất là vui nha anh em. Game này hiện tay là ai chu cha anh em bay rồi. Hiện nay là 10 triệu người tải rồi đấy mọi người. Game này cũng khá là hot, vui. Với lối chơi rất là đơn giản luôn, chỉ có anh em chơi vô tạo nhân vật rồi xong rồi. Ôi hên quá, linh không rớt ai địch. Cứ mới nói không rớt cuối cùng cũng phải rớt thôi nè. Anh em chỉ còn vượt qua cái chướng ngại vật để không bị rớt xuống dưới thôi là ý trời ơi là anh em thắng thôi ha. Wow, đó hiện tại là cái round đầu tiên, cái thử thách đầu tiên thì chỉ cho 16 người thắng thôi. Wow, đã 11 người rồi nè, mình là tới là người thứ 12 nè. Hên rồi, những người mà phía sau là bị loại nha anh em, còn một slot nữa thôi hơi xong. Đấy, 32 người một trận, lúc nào cũng mới vô thì 32 người và sẽ loại từ từ ha. Đây nó sẽ đang tìm cái map và trò chơi phù hợp, nó sẽ chọn ngẫu nhiên nha, rất là vui. Wow, lâu như vậy, tìm trận lâu như vậy, nó phải tìm cho mình một trận xứng đáng. Đủ cái này khó lắm anh em ơi, chết rồi. Cái này trên tay là dê, 7 người thôi, 7 slot thôi, cố gắng để không bị chết sớm. Quá, anh em phải nhảy qua cái tay dê đó, không là nó thiêu đốt anh em chết đó. Càng ngày nó càng khó nha anh em, gì mà căng vậy. Wow, hên quá, 3 người chết rồi anh em ơi. Nó phải loại chọn này, nó phải loại 7 người. Hên quá, 7 người kia chết trước rồi mình thắng rồi anh em ơi. Ngon, ấy trời ơi, mình sợ độ cao chết luôn á, nhìn sợ độ cao ghê ta. 8 người thôi, còn 8 người. Cái map này là map quyết định nè anh em. Trận này row 3 này là map row quyết định nè. Đây, cái này là anh em phải không để bị rơi xuống nha. Cái này là anh em làm sao mà không bị rơi xuống là thắng. Ý chạy liên tục. Nói chung là ba người rơi xuống rồi kìa, ba người rơi xuống rồi. Mình thắng chắc rồi anh em ơi, mình thắng chắc rồi. Mình nãy giờ mới rớt xuống cái vòng thứ hai thôi, mình chưa rớt xuống dưới. Sáu người chết rồi, thắp thắng rồi anh em ơi, thắng rồi. Ui, ơi cái gì vậy? Cây dương trời, rớt một cái rớt xuống hết luôn em ơi. À, nhụt, thằng này thắng rồi, quá là nhụt luôn. Đây, khi mà chơi xong á, anh em mà muốn có thêm kim cương xanh á để có thể mua nhân vật, anh em có thể xem quảng cáo ha. Đây, rất là vui luôn nè. Tiếp tục lại thôi đó, anh chỉ cần bấm play thôi là sẽ ghép trận, tự động ghép trận và chơi thôi. Còn nếu mà anh em muốn chơi với bạn bè thì anh em vô tạo phòng, hồi nãy mình hướng dẫn ha, đó là cách tạo phòng rồi. Wow, tức cay thiệt chứ, cái nãy sắp thắng rồi anh em, cuối cùng mình bị rớt xuống luôn. Rớt một mặt xuống luôn chứ không phải giỡn đâu, là icon nha anh em. Đây, anh em nút chỗ biệt thư nè, anh em có thể nhắn những icon lên vui tươi, nhắn tin cũng được, nhắn tin nhưng mà những mẫu tin có sẵn nha.
mà anh em cái đó anh em phải mở khóa mới được. Wow, đông thế. Ai cha 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 cha. Ai, này anh em rượu, ai cha, cái này anh bạn bè anh em mà đông á, anh em lập phòng rồi chơi rất là vui á. Nghĩ anh em lập phòng rượu bạn bè chơi vui. Nhìn cái lớp anh em, như lớp anh em nào còn đi học đấy, gọi rủ nhìn cái lớp vô đây chơi thử thách. Phòng một phòng 32 người là đủ rồi, cái lớp tầm 32 người chơi vui rồi. Rau một lúc nào cũng thắng hết á, và rau thứ hai mới căng nè. Rồi chà, học cái này dễ, cái này còn dễ, còn thở được. Đủ chỉ có 8 người thôi anh em ơi. Này chỉ được 8 người thôi. Wow. Đấy, nó đánh coi. Anh em đánh kìa. Đấy, nó đánh ghê chưa. Wow, hên. Ê, trời ơi, nhảy sai dữ bạn. Hay da. Ok, hên, vẫn thắng được. Đây. Ui, hay quá Kiên ơi. Hay quá bạn Mika Gaming ơi. Ui, thôi. Tức ghê, khóc hu hu à. Ui, why? Yeah. Ôi, mình là người thứ hai luôn. Ui. Đỉnh. Anh em có thể sau khi thắng xong anh em có thể xem những bạn bè khác chơi ha. Đó. Hay lắm bạn ơi. Đủ có Luffy luôn nè, mũ rơm nè. Cái đó rất là nhiều icon, nó là nhiều nhân vật khác nhau ha. Còn 8 người thôi anh em ơi. Càng quá. Rồi, màn thứ 3 là màn quyết định nè mọi người. Chu cha, cái map này khó lắm anh em ơi. Map này bao khó luôn. Chỉ có một người phải, chỉ có một người nào mà nhanh nhất thôi anh em. Đấy. Càng ngày càng khó. Đấy. Mình với thằng này đang tranh nhất nhì đây. Mày hả con. Ê, yeah, mình đang đầu tiên rồi anh em ơi. Mình đang đầu tiên. Ê, the fuck. Ô, hình quá, vẫn đang đầu nha anh em. Ê, chú cha, hơn vậy. Ê, hơn vậy. Oh my god, hơn quá hơn. Rồi, xem té à, rùm quá. Nhất một lần coi. Ê. Chỗ này qua đi anh em. Lấy. Đấy, xuống. Ây đục. Ây, không được. Ôi ôi. Quá cay. Cay phải. Cay nha. Cày thiệt luôn anh em ơi. Đây có quà gì rồi nè mọi người ơi. Đây. Rồi mở được em skin mới. Rồi đây. Mở được skin mới nè em ơi. Cày thiệt chứ, cho lại dần cuối cùng nè anh em. Ây. Ây. Thằng nào đi đầu là ngon. Rồi, này mấy tụi bay nhảy đi, tao không nhảy rồi đó. Tụi bay nhảy đi, coi chừng nó xô ra. Nhảy đi. Ngon. Cho nó nhảy trước anh em ơi, ngu gì. Nhảy đi, rồi mày nhảy đi. Chắc cái nghĩ là bên phải đó mọi người. Mình nghĩ là cái cục bên phải đó. Ê, đừng nó đẩy. Nó chơi nó đẩy nhau anh em ơi. Ôi, đừng đẩy, đừng.
Ơi rồi chứ cái cục đó như trước cục mặt trước mặt chứ cái gì nữa rồi nhấc luôn rồi anh em ơi, nhấc 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 nhảy gần gần tới đích á, anh em bấm nhảy một cái là nó nhảy về đích hơn, nó sẽ nhanh hơn. À, cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like chia sẻ video giúp mình cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Mình thấy game này rất là vui, anh em mà rủ bạn bè chơi lập nhóm chơi nữa đó là vui luôn. Rồi bye bye anh em nha, cảm ơn anh em đã xem video, bye bye.